Chào mừng các em học sinh đến với tiết học âm nhạc của trường tiểu học Trần Nguyên Hãn. Và hôm nay cô cùng các em vào tiết học đầu tiên của bộ môn âm nhạc lớp 3. Tiết 1, học bài hát Quốc ca Việt Nam, lời 1, nhạc và lời của nhạc sĩ Văn Cao. Trước khi chúng ta học hát, các em hãy trả lời cho cô câu hỏi. Bài hát Quốc ca được hát khi nào các em? Và khi hát quốc ca, các em phải có thái độ như thế nào? Các em ạ, quốc ca Việt Nam được hát khi chào cờ. Và khi hát quốc ca, các em phải có thái độ thật trang nghiêm, không nói chuyện, cười đùa và mặt hướng lên lá cờ. Bây giờ, cô mời các em cùng xem một đoạn tư liệu nha. Là vào mùa đông năm 1944, Văn Cao gặp đồng chí Vũ Quý ở sân ga Hàng Cò, nay là ga Hà Nội. Vũ Quý là người từng quen biết Văn Cao và đã động viên ông viết những bài ca yêu nước như Đống Đa, Thăng Long Hành Khúc Ca. Trong một tiệm cơm gần đấy, Vũ Quý đề nghị Văn Cao thoát ly hoạt động cách mạng và nhiệm vụ đầu tiên là sáng tác một bài hành khúc cho quân đội Việt Minh. Văn Cao rất ngạc nhiên vì ông nghĩ rằng mình sẽ được giao một khẩu súng chứ không nghĩ là mình sẽ quay lại viết bài hát. Nhưng đây là nhiệm vụ cách mạng, Văn Cao nhận lời và trong hoàng hôn rét mướt ảm đạm ấy, ông đã đi về phía Hồ Gươm. Những người chết đói nằm la liệt, những người sống thoi thóp bới tìm trong rác rưởi những thứ có thể ăn được. Văn Cao đau xé lòng trở về căn gác xếp ở phố Nguyễn Thượng Hiền. Và đêm hôm đó, nét nhạc đầu tiên của bài Tiến quân ca xuất hiện. Đoàn quân Việt Nam đi. Bài hát đang làm dở thì ông nghe tin mẹ và các em đã từ Hải Phòng về quê Nam Định bị đói và đứa cháu gái 3 tuổi, con người anh trai bị lạc dọc đường. Bao nhiêu uất nghẹn của người dân nô lệ dưới hai chồng Pháp, Nhật như chút vào bài hát đang viết dở. Tiến lên cùng thép lên, chí trai là đây nơi ước nguyện. Văn Cao nói rằng tên bài hát và lời ca của nó là một sự tiếp tục từ ca khúc Thăng Long Hành Khúc Ca trước đó. Cùng tiến bước về phương Thăng Long thành cao đứng, và bài Đống Đa Tiến quân hành khúc ca thép vang rừng núi xa. Và ông đã rút lại những ca từ trong bài hát đó thành Tiến quân ca. Bài hát viết xong, Văn Cao gặp lại đồng chí Vũ Quý và hát cho ông ấy nghe. Vũ Quý rất hài lòng, giao cho Văn Cao tự tay viết bài hát lên đá in. Và lần đầu tiên Tiến quân ca được in trên trang văn nghệ của Báo Độc Lập tháng 11 năm 1944 bằng bản in đá do chính Văn Cao viết. Nguyễn Đình Thi khi nghe Văn Cao hát bài hát này đã xúc động thật sự và đề nghị mỗi người viết một bài hát nữa về mặt trận Việt Minh. Sau đó Nguyễn Đình Thi viết được bài Diệt Phát Xít, Văn Cao viết thêm bài Chiến sĩ Việt Nam. Cả hai bài hát này đều phổ biến rộng rãi trong công chúng. Ngày 17 tháng 8 năm 1945, dù đang ốm nặng, Văn Cao vẫn cố gắng đến sự cuộc meeting của công chức Hà Nội ở quảng trường nhà hát lớn. Ông kể, khi ngọn cờ đỏ sao vàng được thả từ bao lơn nhà hát xuống, bài Tiến quân ca đã nổ như một trái bom, nước mắt tôi trào ra. Đã có lần nhà nước và quốc hội mở cuộc vận động sáng tác một bài quốc ca mới để thay Tiến quân ca. Nhưng hàng nghìn bài hát sử thi đã không bài nào thay thế được bài hát lịch sử ấy. Tiến quân ca đã gắn bó với lịch sử cách mạng Việt Nam, đã gắn bó máu thịt với người dân Việt Nam, đã trở thành tài sản tinh thần vô giá của dân tộc Việt Nam. Bởi đấy là bài hát mang hồn nước, mãi mãi vững bền cùng nước non Việt Nam ta vững bền. Sau khi bài Tiến quân ca được in trên con tem bưu chính Việt Nam trong bộ tem quốc kỳ, quốc hiệu, quốc ca 14 năm, nhạc sĩ Văn Cao cùng vợ vào thành phố Hồ Chí Minh và được xí nghiệp in tem bưu điện mời thăm.
Tại đây, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Xí nghiệp đã trân trọng mời ông làm người công dân số 1 của xí nghiệp, trao cho ông chiếc thẻ mang số 1 và cấp cho ông bậc lương cao nhất của công nhân cho đến trọn đời. Thật là một vinh dự hiếm có đối với một người nhạc sĩ tài ba trọn đời hiến dâng cho cách mạng. Một năm sau, Văn Cao qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, hưởng thọ 73 tuổi. Em vừa được nghe giới thiệu về nhạc sĩ Văn Cao và sự ra đời của bài hát Quốc ca Việt Nam. Bài Quốc ca Việt Nam do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác. Bài hát được ra đời vào năm 1944 và khi mới ra đời, bài hát có tên Tiếng Quân Ca. Quốc ca Việt Nam là bài hát là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam ta. Trong tiết học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em học hát lời một. Lời một của bài hát được chia làm 5 câu hát. Em cùng quan sát. Bây giờ cô và các em cùng vào học nhé. Câu hát số 1, các em cùng nghe giai điệu câu hát. Các em nghe lại một lần nữa nhé. Đến với câu hát số 2. Cô mời các em cùng nghe giai điệu câu hát. Các em cùng nghe lại một lần nữa nhé. Hãy cùng nghe lại nét giai điệu câu hát số 1 và số 2. Nét giai điệu câu hát số 1, số 2. Số 2 nhé. Nét giai điệu câu hát số 1, số 2. Điều câu số 3, các em cùng lắng nghe. Cô mời các em lắng nghe một lần nữa nhé.
chúng ta cùng hát câu số 3. Chúng ta đến với câu hát số 4. Cô mời cả lớp chúng ta cùng nghe câu hát số 4 nào. Tốt lắm, chúng ta đến với câu hát số 5. Tiếp theo là nét giai điệu câu số 5, cô mời các em cùng lắng nghe. Cô mời cả lớp chúng ta cùng nhẩm theo câu hát số 5 nào. Chúng ta cùng hòa thanh hát nhé. Tiếp theo là nét giai điệu của câu số 3, số 4 và số 5. Cô mời cả lớp chúng ta cùng lắng nghe. Chúng ta cùng hòa thanh lại nhé. Em thân mến, bài hát quốc ca Việt Nam mà cô vừa hướng dẫn các em học hát luôn vang lên trong niềm tự hào vào sáng thứ hai cho cơ đầu tuần. Bây giờ cô đề nghị cả lớp chúng ta đứng lên, đứng thật nghiêm trang và cùng hát bài quốc ca Việt Nam nha. Thank you.
là cô đã hướng dẫn xong cho các em bài hát quốc ca Việt Nam rồi. Ở nhà các em hãy học thuộc lời một bài hát nhé và hãy tập hát bài quốc ca với tư thế thật trang nghiêm. Giờ học âm nhạc của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các em nhé.